âm thanh toa V200. Thứ nhất là bạn gọi toa RM200 mở. Ở phía sau, đầu tiên là rắc nguồn 24V cho bạn gọi. Theo tài liệu của nhà sản xuất thì với đường dây kết nối, đường dây mạng kết nối có chiều dài từ 50m trở lên thì chúng ta sẽ kết nối một cái nguồn 24V DC vào cổng này, là cổng adapter này, để cấp nguồn phụ thêm cho bạn gọi khi mà đường dây đi xa quá 50m. Tiếp theo là hai cổng kết nối dây mạng cho để kết nối giữa bàn gọi và bộ giao tiếp bàn gọi của hệ thống. Như các bạn có thể thấy ở đây, tôi sẽ sử dụng một cái dây mạng để tôi cắm vào, các bạn thử. Và hai cổng này có tác dụng như nhau. Đây, để cắm dây mạng như thế này. Chính các bạn có hai chiếc bàn gọi thì bạn sẽ dùng thêm một cổng này nữa để kết nối nối tiếp, gọi là link giữa hai bàn gọi với nhau. Tiếp theo là SP, là núm vặn âm lượng ra loa phụ. Mic là núm điều chỉnh âm lượng của mic. Cái tôi viết vào nhau nhỉ? Thôi, tôi viết đấy. Tiếp theo là núm điều chỉnh mic của hệ thống toa V200. Sẽ điều chỉnh độ nhạy cho cái cần mic này để thu tiếng được xa hơn. Để điều chỉnh, các bạn sẽ dùng một cái tô vít như tôi đang có trên đây, cắm vào trong này và xoay theo chiều kim đồng hồ. Khi bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ thì độ nhạy của mic sẽ là thấp nhất, và xoay theo chiều kim đồng hồ thì là cao nhất. Và bạn lưu ý, đây chính là cái ký hiệu để các bạn có thể biết được là bạn xoay đang xoay to, xoay nhỏ. Đây là cổng external mic in dành cho mic ngoài, mic kết nối rời bên ngoài. Rồi, ok. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về mặt bên cạnh của mic toa RM200M. Đó. Thì ở đây deep switch, cái này người ta gọi là deep switch, là cái cần gạt để đánh địa chỉ cũng như là đánh địa chỉ cho micro toa RM200M trong hệ thống, hoặc là điều chỉnh một số chức năng khác. Thì cái này các bạn sẽ xem kỹ ở trên tài liệu hướng dẫn của sản xuất. Đây là cổng extension để kết nối cho bàn phím mở rộng 10 vùng hoặc là bàn phím mở rộng 10 zone của hệ thống toa FV200. Như tôi đã nói ở trên, bàn phím cơ sở, bạn gọi cơ sở toa RM200M sẽ có 10 phím chọn zone ở phía bên tay trái. Chọn và điều khiển zone từ 1 đến 10. Nhưng khi các bạn có yêu cầu sử dụng điều khiển hệ thống đến 50 zone thì các bạn sẽ kết nối bàn phím mở rộng toa RM210 qua cổng extension này. Sau khi đã hoàn thành, đã tôi giới thiệu xong với các bạn bộ micro bàn gọi, bộ bàn gọi cơ sở toa RM200M, thì chúng ta sẽ đi tiếp đến bộ thứ hai là bộ phát bản tin khẩn cấp toa FV200EV. Và đây là mặt sau của thiết bị. Như các bạn thấy ở đây, tên thiết bị ghi mã rõ ràng, toa FV200EV AS. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy đây là chân nguồn DC in của bộ phát bản tin toa FV200EV
DC in 24V 250mA. Các bạn phải lưu ý giúp tôi, cái bộ hệ thống FP200 của toa, các thiết bị điều khiển đều chạy bằng nguồn điện 24V DC được cấp qua bộ cấp nguồn toa FP200PS. Như bạn thấy ở đây, đây là phần chân nguồn điều khiển và có phân rõ rõ chân âm, chân dương. Tiếp theo là chân để FA input. Đây là chân tín hiệu contact đầu vào ở dạng dry contact cho tín hiệu báo cháy từ hệ thống báo cháy liên động sang. Và nó cũng rất đơn giản thôi, khi các bạn chỉ cần kết nối, đưa một cái đường tín hiệu từ bên hệ thống báo cháy đưa sang và đấu nối vào cái chân này. Như tôi đang làm ở đây thì tôi sẽ mô phỏng cho các bạn cái việc là mình đấu cái chân contact chập vào nhau khi mà có hệ thống, khi mà bên hệ thống báo cháy người ta liên động sang cho mình. Với cái chân FA input này, các khi hệ thống báo cháy liên động sang cho FP200EV nhận tín hiệu thì FP200EV sẽ tự động phát bản tin cảnh báo alert như tôi đã trao đổi với như tôi đã nói với các bạn ở phía mặt trước của hệ thống. Rồi, ok. Tiếp theo tôi muốn nói đến khối control output. Control output ở đây là khối tiếp điểm đầu ra tự động mà hệ thống FP200 cung cấp để kết nối với thiết bị, với các hệ thống khác như hệ thống cửa tự động. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 tương đương với 4 contact đầu ra. Mỗi contact đầu ra theo thứ tự 1, 2, 3, 4 sẽ tương ứng với các bản tin cảnh báo di tản và báo cháy giả và bản tin đã sử dụng, bản tin kết thúc tình huống khẩn cấp. Ở đây tiếp theo thì các bạn sẽ thấy có một cổng USB. Đây là cổng giao diện kết nối với máy tính để nạp các bản tin có nội dung khác với những bản tin gốc đã được cài sẵn trong máy theo nhu cầu người sử dụng. Thì các cái file mà để các bạn có thể nạp được vào FP200EV thì với cái định dạng là định dạng thì các bạn có thể tham khảo ở trong sách hướng dẫn của nhà sản xuất, và nó là định dạng WAV. WAV. Đấy. Tiếp theo. Rồi. Tiếp đến thì tôi nói đến cái khối EV output, đây chính là khối tín hiệu đầu ra của FP200EV để đưa xuống bộ tiền khuếch đại FP200PP. Nó sẽ bao gồm có tín hiệu đầu ra điều khiển và tín hiệu đầu ra âm thanh. Ở bên cạnh của khối EV output sẽ là núm điều chỉnh âm lượng của micro put to talk gắn bên ngoài. Như tôi đã giới thiệu với các bạn ở phần trước. Và để điều chỉnh được, các bạn sẽ cắm một cái đầu tua vít vào đây và xoay nó theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng và giảm, xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm âm lượng theo ý muốn của bạn. Về phía cuối, góc cuối cùng bên phải của thiết bị thì các bạn sẽ thấy có một chân tiếp điện ground để tiếp điện hệ thống. Đấy. Quay chưa?
thể quay thẳng luôn. Rồi. Ok. Bây giờ thiết bị tiếp theo mà tôi muốn nói với các bạn trong hệ thống FP Toa FP200 ở phần này sẽ là bộ tiền khuếch đại Toa FP200 PP, hay còn gọi là pre-amplifier mixer. Cái thiết bị này chính là thiết bị để trộn toàn bộ các tín hiệu âm thanh của hệ thống, các tín hiệu âm thanh đầu vào của hệ thống và đưa ra đầu, và đưa tín hiệu âm thanh đầu ra cho các tăng âm để phát ra loa. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn từ bên phải đi sang. Đầu tiên sẽ là khối EV input. Khối EV input này là điểm kết nối của bộ phát thông báo khẩn cấp toa FP200 EV. Và khối EV input này là điểm để kết nối giữa bộ toa FP200 EV và bộ tiền khuếch đại FP200 PP với núm vặn volume ở đây. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có tiếp theo là paging input dành cho mic có điều khiển với volume điều khiển âm lượng và nút điều chỉnh độ nhạy âm 60 dB hoặc âm 20 dB. Tiếp đến, ở bên cạnh của khối paging input sẽ là khối RF-PP-Link. Đây là khối để kết nối tín hiệu của từ bộ giao tiếp bàn gọi toa FP200 RF lên bộ điều khiển, lên bộ trộn toa FP200 PP. Ở bên cạnh khối RFPP link sẽ là chân kết nối on call, cũng dành cho kết nối từ bộ RF, bộ FP200 RF kết nối lên bộ trộn FP200 PP. Ở phía dưới, tôi cũng đi từ bên phải sang. Thì như tôi đã nói trước với các bạn ở phía mặt trước, bộ trộn toa FP200 PP này cho phép mình kết nối 4 tín hiệu đầu vào ở dạng mic hoặc line, gồm có input 1, 2, 3, 4. Và các bạn có thể để thay đổi cái mic hoặc line này, cái cường độ tín hiệu đầu vào này bằng cách gạt nút mic hoặc line. Giả sử bạn đưa micro vào đây, một cái micro có dây, thì bạn sẽ gạt sang mic. Khi đó thì bộ trộn sẽ khuếch đại tín hiệu của micro lên để bạn có thể nghe thấy được và điều chỉnh âm lượng ở phía mặt trước. Nếu bạn đưa vào đây là tín hiệu đã được khuếch đại như tín hiệu của bộ phát tiếng hay là đầu phát nhạc hay là những thiết bị tương tự khác, thì các bạn sẽ gạt về line, bởi vì tín hiệu nó đã được khuếch đại rồi và không cần phải khuếch đại thêm nữa. Ở đây thì giống như với các cái tăng âm, với các cái bộ trộn của hệ thống PA bình thường, FP200 PP có cung cấp một chân nguồn phantom là nguồn ảo dành cho các loại mic như mic cổ ngỗng và cần phải dùng nguồn ảo để sử dụng. Thì khi đó các bạn sẽ kết nối vào cổng này và gạt sang mic ở phần selector, sau đó gạt phantom lên để cấp nguồn cho mic. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cái nút mute ADG. Cái mute ADG này để làm gì? Để căn chỉnh cái cường độ tín hiệu ưu tiên. Nếu bạn vặn hết cái mute ADG này qua về theo chiều kim đồng hồ, thì tức là tín hiệu của các đường còn lại ngoại trừ đường mic 1 này nó sẽ bị trừ đi 30 dB, và đường mic 1 sẽ được ưu tiên là tiếng lớn nhất. Ngược lại,
nếu bạn quay ngược chiều kim đồng hồ thì cái mức độ ưu tiên về cường độ tín hiệu sẽ giảm dần cho đến khi bạn vặn về 0 dB, thì có nghĩa là mức tín hiệu thì tín hiệu là tức là đường input 1 này không được ưu tiên nữa và nó sẽ có cường độ tín hiệu đầu ra bằng với các đường còn lại. Và thế bây giờ tôi đã nói xong cái phần của cái phần input rồi thì tôi sẽ đi tiếp đến AUX 1 và AUX 2. Đây là khối điều khiển, khối tín hiệu đầu vào mono nhé, tín hiệu đầu vào mono cho các cái tín hiệu như là đầu đĩa hay là điện thoại, máy tính, người ta kết nối vào đây bằng cái jack chuẩn RCA, có thể dùng hai chân hoặc một chân cũng được. Vì đây là tín hiệu mono, nếu mà các bạn sử dụng từ điện thoại hoặc đầu đĩa thì các bạn có hai chân thì nó sẽ cắm vào đây và mình sẽ điều chỉnh ở nó ở âm lượng ở mặt trên, ở mặt ngoài. Rồi bên cạnh khối tín hiệu đầu vào AUX này thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có khối tín hiệu đầu ra Priority Output và BGM Output. Đây tôi sẽ nói kỹ một chút. Khi thông thường khi bạn sử dụng với cấu hình động là một âm ly vừa chạy vừa phát, vừa dùng để phát nhạc và thông báo, thì bạn sẽ gạt tín hiệu, gạt, bạn sẽ dùng cổng Priority Output này để kết nối với âm ly và đưa tín hiệu ra cho âm ly, và khi đó thì channel bạn sẽ gạt sang CH1 ưu tiên. Khi bạn dùng hai âm ly, một âm ly dùng cho BGM output và một âm ly dùng cho Priority output, thì bạn sẽ dùng cổng Priority output để kết nối với âm ly cho bản gọi, cho việc thông báo, và BGM output để kết nối cho âm ly BGM là background music ấy. Đây là hai âm ly riêng biệt. Sau cái khối đầu ra này thì các bạn thấy ở đây nó cũng có một cái chân DC 24V DC in giống như cái FV200EV tôi đã giới thiệu. Nhưng các bạn lưu ý là cái chỉ số ampere của các thiết bị ở trong hệ thống sẽ khác nhau. Cái này thì chút lúc nữa khi tôi đấu vào cái đấu hệ thống, đúng nguồn hệ thống, thì tôi sẽ nói kỹ hơn cho các bạn để các bạn hiểu. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn có tiếp cái chân tiếp địa cho hệ thống. Lưu ý là thiết bị âm thanh của mình nên có tiếp địa để nó thứ nhất là chống sôi và cái thứ hai là nó không bị giật mát khi mà cái mask nó tiếp ra vỏ. Rồi ok xong. Ok nào, vừa rồi tôi đã trình bày xong cái bộ trộn tín hiệu hay là gọi bộ preamp của hệ thống là bộ FV200PP. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi tiếp đến bộ vừa rồi tôi đã trình bày xong về bộ FV200PP. Bây giờ thì tôi sẽ trình bày tiếp về bộ giao tiếp bản gọi FV200RF. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn từ bên phải sang. Trước hết là chân tiếp địa như tôi vẫn đã nói rồi. Tiếp theo là khối deep switch setting. Khối này để cài đặt số lượng micro, số lượng bàn gọi toa RM200M được đầu nối kết nối vào hệ thống. Và các bạn lưu ý là hệ thống toa FV200 chỉ cho phép kết nối tối đa 4 bản gọi toa RM200M mà thôi. Bên cạnh cái khối mà tôi đang chỉ ở đây là những cái chân terminal block màu xanh này thì đây sẽ là khối kết nối tín hiệu điều khiển giữa bộ FV200RF và bộ chọn vùng SS1010R.
Với các cái chân điều khiển, các bạn thấy ở đây là có chân 1 đến 10, chân on và chân grounded. Thì khối điều khiển này sẽ có nhiệm vụ ra lệnh cho bộ SS1010 ở bên dưới chọn zone khi mà có lệnh từ bàn gọi RM200M kết nối vào. Cái khối này chia được 5 group. Như tôi đã nói với các bạn rồi thì cái năm cái hệ thống FV200 này người ta ở hãng này sản xuất thiết kế để sử dụng được tổng cộng quản lý được là 50 zone. Thì khối tín hiệu điều khiển này được chia làm 5 group. Mỗi group sẽ tương ứng với một chiếc SS1010 ở dưới. Thì các bạn đã thấy đây, tôi đang tháo ra đây. Thì cái các bạn sẽ thấy là nó sẽ có 5 cái group. Đây. Đây các bạn thấy không? Một group 1 đến 5. Mỗi group sẽ có 12 chân điều khiển. Bao gồm có từ chân từ 1 đến 10 và một chân on zone và một chân đất. Đó. Bên cạnh cái khối điều khiển, khối tín hiệu điều khiển này thì tôi sẽ có khối cổng đầu vào cho micro, cho bàn gọi toa RM200M. Ở đây các bạn thấy có 4 cái chân mạng ở đây. Chuẩn kết nối là RJ45, nhưng đây nó không phải là kết nối mạng internet mà nó chỉ là mượn cái cổng điều khiển này thôi để nó giảm được cái kích thước của cái bộ của cái chân kết nối. Ở đây tôi có 4 cổng và hệ thống và cái bộ và FV200RF này nó kết nối được tối đa 4 bàn gọi toa RM200M. Khi mà các bạn cài đặt không đúng về số lượng mic kết nối thì đèn báo sẽ hiển thị lỗi error màu đỏ ở đây để các bạn biết là các bạn đang cài đặt không đúng. Bên cạnh cái khối kết nối với bàn gọi thì chúng ta sẽ là đến khối kết nối tín hiệu với tín hiệu âm thanh và tín hiệu điều khiển với bộ trộn toa FV200PP như tôi đã nói ở trên. Và đây là cái nút jam này, là nút điều khiển cái tiếng kính con hay là cái hồi chuông ban đầu, chuông thông báo ban đầu khi mà bạn bấm vào cái nút gọi nút talk ở trên bộ toa RM200M. Và đây các bạn cũng sẽ thấy là có một cái chân nguồn DC in 24V với 230mA để kết nối nguồn cho bộ cho thiết bị. Ở phía dưới tôi sẽ nói tiếp đến bộ chọn vùng SS1010R. Bộ chọn vùng SS1010R sẽ được điều khiển chọn vùng bởi bộ toa, bởi bộ giao tiếp bàn gọi FV200RF. Mỗi group điều khiển của FV200RF sẽ được kết nối với khối paging control in của SS1010R. Và mỗi khối điều khiển của FV200RF sẽ tương ứng với 10 zone của SS1010R. Đây là chân nguồn 24V DC với 0.4 A. Các bạn lưu ý ở các đây cái những ở các cái chân thạch Pino Block màu xanh này thì đây sẽ là cái chân mà sẽ để kết nối từ âm ly lên, từ bộ tăng âm lên và kết nối ra loa. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn cụ thể CH1, CH2, CH3, CH4 tương ứng với các cái kênh ở phía mặt trước. Và chức năng của từng cái chân thì nhà sản xuất đã ghi rõ ràng ở dưới này. Mình có thể mình sẽ đọc nhé. H in và C in chính là chân kết nối từ tăng âm lên, với H là dương, C là âm. C out, H out
là chân kết nối ra loa, với C là âm và H là dương. R out. R out là dành cho cái đéo gì nhỉ? Quên mẹ nó rồi. Cái đoạn này sẽ không cắt nhá. À, cắt đi nhá. Anh nói là HCH out thôi. Và các bạn lưu ý ở đây nó sẽ là, ở đây các bạn sẽ để ra NC not connect. Đường này sẽ không đấu. Các chân còn lại tương tự. Vừa rồi tôi vừa kết thúc giới thiệu với các bạn về bộ FV2, à, bộ trọng dụng SS1010R. Tiếp theo sẽ đến bộ cấp nguồn cho thiết bị điều khiển, Power Supply Panel FV200PS. Bộ này có tác dụng cấp toàn bộ nguồn cho thiết bị điều khiển bên trên, bao gồm có FV200EV, PP, RF, PS, FV200EV, PP, RF, rồi SS. Tôi sẽ đi từ bên phải sang. Đầu tiên, bạn thấy đây là đường Battery Power In 24V Max 5A. Đây là đường tín hiệu, đây là đường đầu, đường công suất đầu vào từ bộ nguồn ắc quy với điện áp bằng 24V và cơ đồ dòng điện tối đa là 5A. Tiếp theo, ở phía bên này tôi sẽ có là khối DC Power Output, là khối đầu ra nguồn 24V DC cho các thiết bị điều khiển ở phía trên. Thì vào đây để ý, các bạn để ý giúp tôi, Total Max 5 tổng, đây, rồi tiếng Việt nhé. Các bạn để ý cho tôi đây, ở đây có cái dòng này ta ghi này, sẽ là tổng công suất dòng điện đầu ra là 5A, hoặc là tổng cường độ dòng điện đầu ra bằng 5A cho 1, 2, 3 cặp chân kết nối này. Phía ngoài cùng sẽ là chân kết nối điện 220 đến 230V 50-60A. Cái này là để cắm điện lưới thông thường. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn các loại dây kết nối cho hệ thống toa FV200. Thứ nhất, dây nguồn. Ở đây tôi đánh dấu màu đen. Dây nguồn thì là loại hai sợi, hai lõi. Và có tôi có kẹp, tôi có kẹp cốt. Các bạn thấy đây. Kẹp lại cái đầu cốt để mình đấu vào cho nó dễ. Thứ hai, dây cáp mạng. Dây cáp mạng này sẽ để kết nối dây đúc sẵn đi theo máy của bộ mic toa F, bộ mic toa RM200M, để kết nối giữa mic toa RM200M và bộ giao tiếp bàn gọi toa FV200RF. Tiếp theo là cáp USB để nạp bản tin cho bộ phát bản tin toa FV200EV. Và đây nữa, dây màu đỏ này. Dây màu đỏ này chính là các đường dây tín hiệu, để tín hiệu điều khiển và tín hiệu âm thanh cho để kết nối giữa các thiết bị trong hệ thống toa FV200. Dây màu vàng là dây loa. Dây màu xanh là dây cáp điều khiển. Dây cáp điều khiển này các bạn có thể dùng dây mạng cũng được, hoặc là những dây cáp điều khiển nhiều lõi bán trên thị trường. Và như vậy là chúng ta sẽ ngoài ra thì có các cái bộ dây, các cái dây nguồn đi theo máy ở trong các vỏ hộp của thiết bị. Thì các bạn lưu ý là cái này, dây nguồn này là của bộ FV200PS. Và chúng ta sẽ đi tiếp đến vấn đề đấu nối nhé. Ok, bây giờ vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về hệ thống âm thanh FV200 của toa, các cái tính năng, các cái cổng kết nối của nó. Bây giờ sẽ thực hiện công tác đấu nối để chúng ta cùng xem là được phải đấu nối như nhau nhé. Ở đây thì tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn các cái đầu dây nguồn
thì đã bấm đầu cốt này, nó chắc chắn rồi. Là tôi phân biệt cái dây nguồn là nó sẽ là dùng cái dây co màu đen, để tí nữa khi mà lên trên hình tổng thể thì các bạn có thể nhìn thấy là phân biệt được là cái dây đâu đâu với đâu nhé. Để nó sẽ chiến đấu thì cái lưu ý lại một lần nữa là điện một chiều thì sẽ có phân âm dương và âm, nên các bạn sẽ đấu chân thật chuẩn và thống nhất. Thì ở đây tôi sẽ chọn chân dương là màu đỏ và chân âm là màu xanh. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Đó, bây giờ tôi đã đấu xong phần nguồn. Mà bước cuối cùng để kết nối được có nguồn cho hệ thống thì các bạn sẽ sử dụng cái dây nguồn như thế này, được cấp theo vỏ thùng vỏ của FE100PS. Các bạn cắm vào cái chân này, sau đó thì cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V. Đấy, và như vậy thì tôi đã hoàn thành xong phần đấu nguồn. Vừa rồi tôi đã đấu xong nguồn rồi, thì bây giờ tôi sẽ đến cái phần đấu tín hiệu cho hệ thống này. Ở đây là tôi cũng sẽ đấu mô phỏng với 10 zone thôi các bạn nhé. Về sau thì khi các bạn đấu các cái số lượng zone nhiều hơn thì các bạn sẽ nhân bản cái khối lượng dây tín hiệu và dây điều khiển lên để tôi tương ứng. Bây giờ tôi đấu tín hiệu thì tôi có chuẩn bị sẵn đây. Cái dây được dùng ống co màu đỏ để phân biệt là dây tín hiệu. Bây giờ tôi sẽ đấu. Đầu tiên tôi sẽ đấu từ FV200EV. Các bạn lưu ý là đây là cái jack terminal block. Thì mình cứ đấu vào và phải vặn vít nhá. Chứ nếu mà các bạn không vặn vít ấy, tức là nó sẽ không được, là nó sẽ bị tụt ra đấy. Đấy, đây là tín hiệu từ FV200EV xuống FV200PP. Bây giờ tôi sẽ đấu tín hiệu ngược từ FV200RF lên FV200PP cho các bạn. Và bước cuối cùng tôi sẽ đấu tín hiệu từ đường priority out của âm ly của bộ trộn FV200PP xuống cho đường tín hiệu signal input của tăng âm FV248PA. Thì ở đây các bạn lưu ý bạn có thể dùng hai cổng này tín hiệu như nhau nhé,
Rồi, về là phần tín hiệu đã xong. Để mà quay luôn. Bước tiếp theo thì tôi sẽ đầu đến phần điều khiển. Trước hết là đây là sợi dây mạng của micro. Với hệ thống này thì tôi đấu là một mic. Còn khi đấu một mic thì các bạn lưu ý là mic sẽ được đưa vào cổng số 1. Và khi bạn có nhiều mic hơn, bạn sẽ gạt cái địa chỉ của mic ở trên khu vực ở khối setting này và địa chỉ của mic ở khối setting của micro theo hướng dẫn ở trong sách hướng dẫn của sản xuất. Tôi sẽ buộc cái dây này cho nó gọn. Rồi. Tiếp theo sẽ là phần dây điều khiển. Từ bộ FV200RF kết nối với bộ SS1010. Để mà các bạn dễ nhìn, tôi sẽ tạm thời tôi bỏ cái dây mạng này ra đã. Bây giờ các bạn lưu ý đây, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cái dây điều khiển này là dây mạng và có dùng ống co màu xanh để các bạn có thể dễ nhận biết khi mà nhìn tổng thể. Để khối màu xanh này tôi sẽ đấu xuống, tôi đấu vào group 1 của FV200RF và đấu vào phần phía dưới bao gồm những chân số 2, 4, 6, 8, 10 và chân đất ground. Tương tự như vậy tôi cũng sẽ đấu xuống với bộ bộ SS1010R tại cái chân tương tự là 2, 4, 6, 8, 10 và ground với khối chân màu xanh. Đây là chân màu đỏ. Tôi sẽ đấu vào khối chân của group 1 là 1, 3, 5, 7, 9 và on. Đấy, các bạn để đấu thì các bạn nhớ kiểm tra cái chân này phải đấu thật chặt chẽ nhé. Nếu không là nó sẽ lỏng ra là không kêu được đâu. Đó. Vậy là tôi đã phần đấu xong phần điều khiển. Bây giờ tôi đấu trả lại cái chân micro này. Và đây là cái dây USB. Cái dây này để cắm vào máy tính sử dụng phần mềm do nhà sản xuất toa cung cấp để nạp bản tin thì các bạn cắm vào đây. Và đầu còn lại thì các bạn cắm vào máy tính. Sau đó dùng phần mềm kết nối. Để nó rút ra để nó thoáng các bạn có dễ nhìn. Tiếp theo tôi sẽ đấu đến phần công suất. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một dây màu vàng. Các bạn thấy đây, dây màu vàng. Đó. Đây, tôi lại bỏ cái này ra nhá. Bỏ cái này ra để nó dễ nhìn. Đấy. Phần kẹp cốt này thì tôi đấu vào chân com của 100V của tăng âm toa FV248PA. Bạn lưu ý là com là âm và 100V là dương nha. Khi tôi đấu công suất thì ở đây tôi có chân màu xanh đấu vào com, chân màu đỏ đấu vào 100V. Các bạn lưu ý là com là âm và 100V là dương. Đó. Bây giờ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cái phần đấu nối này cho cái SS1010 bởi vì thực ra đấu nối cái này nó cũng khá mất thời gian nên là chuẩn bị sẵn thì các bạn sẽ có đỡ mất thời gian để tìm hiểu. Thì ở đây tôi sẽ nối cầu, các bạn lưu ý là tôi sẽ nối cầu cái phần công suất của các kênh với nhau. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đấu nhé, xong rồi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên là đây là dây tổng này, tôi sẽ đấu vào kênh 2. Nối cầu là nối cầu song song nên các bạn có thể đưa vào bất kỳ kênh nào cũng được.
À, để tiện thì tôi cũng sẽ tiến hành đấu một cái loa vào để các bạn có thể đấu một chiếc loa vào đây. Thì với loa toa thì các bạn lưu ý nhé, chân đen, dây đen sẽ là một là dương và dây trắng là âm. Thì bây giờ đối với bộ SS1010R ấy, thì như tôi đã giới thiệu với bạn lúc trước, chân dương từ âm ly đấu lên thì chúng ta sẽ đấu vào H in, chân âm đấu vào C in. Khi đấu ra loa thì ta sẽ dùng chân C out là chân âm và H out là chân dương. Thì tôi sẽ đấu cho các bạn xem. C out này đấu vào chân này, sau đó vặn vít lại để cho nó chắc chắn. Đấy. Ở đây thì tôi cũng chưa tiện để kẹp cốt cái này, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên kẹp cốt hoặc là lựa chọn dây nó phù hợp nhé. Đừng đưa dây to quá, cắt lườm sườm là nó sẽ bị chập đấy, chập dây loa nó cháy âm ly thì là không nên đâu. Đó, bây giờ các bạn nhìn thấy nhé, C in, H in, C in, H in. Đây, à, tôi sẽ để đây cho các bạn dễ nhìn này. Đây, C in, H in và C out, H out đúng vị trí. Sau đó mình cắm vào. Như vậy là cái loa này nó sẽ nằm ở CH, ở kênh 4. Các bạn sẽ nhìn đây, CH 4. Và cái loa này sẽ nằm kênh 4 và bạn có thể hiểu nó là zone 4 của hệ thống. Rồi, bây giờ thì tôi đã hoàn thành việc đấu nối loa và công bước cuối cùng thì sẽ đấu trả lại cho hệ thống, cắm lại trả cho hệ thống cái dây mạng dành cho micro. Rồi, và đây là tôi đã hoàn thành trong cái việc đấu nối hệ thống cơ bản của hệ thống của FV200 toa. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến là ta sẽ kết nối điện, nguồn điện để hoàn thành thử. Ok. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn là thử thiết bị sau khi đấu nối. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đấu nối nhé. À, bắt đầu vận hành thử nhé. Đây có cái micro đây, như là cái mic Protothok. Tôi sẽ cắm cái này vào trước. Đây, các bạn lưu ý là khi cắm cái rắc này, nó phải tạch một cái thì nó mới là cắm chặt. Rồi cài cái này vào đây. Rồi xong. Bây giờ bật điện lên. Rồi. Đấy. Thì bật điện lên thì các bạn sẽ thấy chúng ta có đèn và các thiết bị đều sáng. Và tôi sẽ thử ở cái bộ SS1010 này để xem là nó có sáng, có điện nguồn vào hay không nhé. Ok, có đèn sáng, tức là có điện nguồn vào. Rồi xong. Các nút ở trên các phím bạn âm lượng điều chỉnh cho thiết bị ngoại vi hay là tín hiệu đầu vào trên PP, FV200PP tạm thời tôi sẽ để ở mức min, mức nhỏ nhất. Chỉnh âm sắc bass trap sẽ để ở 12 giờ là mức cân bằng. Bây giờ tôi sẽ thử thao tác là chọn zone và nói. Thì như vừa rồi mình đấu lại ấy, thì đấu loa ấy, thì cái loa này này nó sẽ nằm ở zone 4. Tôi chọn zone 4 nhé. 1, 2, 3, 4. Và bấm. Đấy là tiếng jam đầu tiên đã nó kêu xong. Vì cái loa để gần quá nó sẽ bị hú. Chờ xíu. Thử lại này, từ từ. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo. Đấy, vậy là tôi đã kết nối đúng cho hệ thống giữa micro chọn vùng và bộ
FV200RF là bộ giao tiếp cùng với toàn bộ hệ thống là mic này đã hoạt động. Các bạn, khi tôi bấm nút nói, các bạn để ý vào bộ SS1010 nha. Số 4 nó sẽ sáng, thì tôi bấm nút này, mà thì tôi bấm nút talk mà trong khi đó cái nút chọn vùng này tôi chưa bấm. Tôi không cho nó sáng. Tắt đèn nhá, để thử nhá. Nào, tôi quay mic ra đây. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo. Vậy khi các bạn nói, các bạn chọn mic, chọn vùng ở trên bàn gọi thì nút thì nó sẽ sáng ở đèn số 4 này, tức là đã điều khiển được. Còn nếu bạn muốn phát nhạc thì tôi sẽ thử cho bạn cái vấn đề phát nhạc vào cái zone này nhá. Rồi. Bây giờ tôi sẽ thử đến các cái tính năng của bộ FV200EV. Bộ này là bộ phát bản tin khẩn cấp. Đầu tiên là chiếc micro put to talk. Tại sao gọi là put to talk? Bởi vì bạn chỉ cần bấm vào cái nút này, bạn có thể nói ngay lập tức, và quyền ưu tiên cao nhất trong hệ thống sẽ là cái micro này. Bây giờ tôi thử nhá. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo 1 2 3 4 5 6. Khi các bạn lưu ý, khi cái micro put to talk được bấm thì toàn bộ các zone trên hệ thống sẽ được kích hoạt. Vậy đây coi như là một cái micro để dành cho thông báo khẩn cấp. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo 1 2 3 4 5 6. Tiếp theo tôi sẽ thử kích hoạt bản tin cảnh báo từ hệ thống. Các bạn lưu ý nhé, bản tin này sẽ được kích hoạt tự động từ hệ thống báo cháy liên động, hoặc chúng ta có thể kích hoạt bằng tay. Bây giờ tôi sẽ thử thực hiện cái công tác gọi là kích hoạt bằng tay nhé. Attention please, the fire alarm has been activated. We are now investigating the cause. Please wait for further information. Attention please, the fire alarm has been activated. Và để kết thúc cái bản tin này, tôi sẽ ấn nút stop. Khi tôi ấn nút stop thì bản tin này sẽ ngừng phát. Bây giờ tôi sẽ kích hoạt thử bản tin di tản evacuation. There is a fire. Please evacuate in a calm and orderly manner. Và sử dụng nút stop để dừng phát bản tin. Thì tôi xin phép lưu ý lại với các bạn là chỉ có duy nhất bản tin cảnh báo alert là được kích hoạt tự động qua hệ thống báo cháy liên động. Còn lại các bản tin di tản, báo cháy giả, bản tin an toàn, kết thúc tình huống báo cháy, kết thúc tình huống khẩn cấp, tất cả đều phải kích hoạt bằng tay. Để chứng minh điều đó thì tôi sẽ thử kích hoạt tự động cái bản tin cảnh báo mà không cần sử dụng phím bấm này nhé. Bây giờ tôi sẽ kích hoạt nhé. Đây. Attention please. The fire alarm has been activated. We are now investigating the cause. Please wait for further information. Đấy, như các bạn đã thấy, khi hệ thống báo cháy liên động kết nối với chúng ta, với hệ thống, với FV200EV bằng một đường contact, gọi là dry contact, tiếp điểm khô, thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt bản tin cảnh báo. Và khi kích hoạt bản tin thì toàn bộ các zone sẽ được kích hoạt để thông báo ra toàn bộ tất cả các loa trên được đấu nối trong hệ thống. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ thực hiện cái việc phát nhạc nền để các bạn cùng xem. Ok, bây giờ tôi sẽ tiếp tục thử
cái việc phát nhạc qua hệ thống với đàn nền nhé. Thế tôi chuẩn bị sẵn một cái dây kết nối đầu 3.5 và hai đầu hoa sen. Như các bạn thấy đây, đầu 3.5 và hai đầu hoa sen. Đầu 3.5 sẽ có một điện thoại qua cổng 3.5, chắc tai phone. Và ở và đầu hai đầu hoa sen này hay là jack RCA tôi sẽ cắm vào cổng AUX1 ở phía sau của bộ máy nhé. Rồi. Bây giờ tôi sẽ mở thử một cái bản nhạc. Rồi, nhạc được quả phát nha. Tôi sẽ vặn từ từ cái AUX1 lên này. Hiện giờ thì chưa có nhạc. Bạn biết vì sao không? Bởi vì chúng ta chưa kích hoạt cái dồn ở đây. Vậy thì trước hết thì chúng ta sẽ vặn xuống, kích hoạt dồn trước, sau đó mở nhạc. Đấy, chúng ta đã có nhạc nền rồi nhé. Thế bây giờ tôi đang có nhạc nền, thì tôi cũng có một thông báo. Đấy, bây giờ tôi đang hệ thống đang phát nhạc nền. Tôi muốn có một thông báo phát vào thì sẽ như thế nào, chúng ta cùng thử nhé. Bây giờ nhạc sẽ tắt và ưu tiên cái lời thông báo của tôi nó trên loa. Bây giờ tôi sẽ ngắt cái lời thông báo và nhạc đã trở lại bình thường. Đây là một trong những cái ứng dụng của hệ thống đơn giản nhất của hệ thống toa FV200. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết, và có thông tin có nếu các bạn muốn có thông tin hay tư vấn gì thêm, vui lòng liên hệ với số hotline của Trung Chính Audio. Xin cảm ơn.